Hai bác từ đâu tới? Vĩnh Tuy à? À, theo dõi YouTube của em hả? Hay là Facebook? Facebook à? Theo dõi lâu chưa anh? À thế à? Đô la G1000 à, đẩy nền vang X7 DAC và cặp mic SE618 Plus. Rất đẹp và lại gọn nhẹ, dễ sử dụng, hát hay. Đây, ok. Loa của anh xong rồi đúng không? Loa kia chiếu lên hộ anh một đây. Đâu anh đi xe này hả? Xe này to thoải mái nhỉ? Anh em bốc cái hàng về Quảng Ninh. À, ok anh. Ừ, đợi anh đi, anh có hàng đây rồi, đóng sẵn rồi. Đây ạ. Hình như đây phải đúng rồi. Phải đấy. Ờ, em gọi cho chị bỏ là đóng rồi đấy. Ờ, đây, thế đóng sẵn cho anh. Chị Ngọc ơi. Anh nghe điện thoại. Chắc là bộ này anh Huy à? Lấy cho anh Huy à? Huy cầm phải. Chị bỏ nó cứ vào bốc thôi. Ở à, đây đây đây. Đây mà. Xe của xe đây, xe Quảng Ninh khác. À đây. Và anh dựng ghế lên là vừa xinh luôn nhỉ. Bộ nữa này. Này 9 chỗ mà nhỉ. Con này mà tháo ghế ra thì ngồi rộng lắm. Cảm ơn anh nhé. Vâng, cảm ơn anh nhé. Cái bộ này của anh Huy ở Cẩm Phả Quảng Ninh ấy. Anh em chúng em phải gửi xe khách cho anh Huy. Bộ này thì gồm đô la G6000 để nền vang X7 này. Cái này là phụ tổng là 21.300.000 đồng. Ừ, còn lại anh đã đặt cọc trước rồi. Nào. Rất tuyệt vời, cảm ơn anh Huy. Đấy, các bác và anh em ở quanh khu vực Hà Nội có thể đến tận nơi tham quan trải nghiệm mua sắm. Và nếu mà ở xa thì anh em chúng em sẽ gửi hàng qua bưu điện cho các bác nhé, hoặc là xe khách nếu mà ở gần. Rất là cảm ơn các bác rất nhiều. Cảm ơn anh Huy.